Ngày hôm nay mình đang làm một chuyến đi câu trong rừng mọi người ạ. Mình hôm nay đi là mục đích là thử mồi câu cá lăng, cá bò mọi người ạ. Đây là cái hú mồi mình đã mua. Gọi người ta hay gọi là mồi thối. Mồi để câu cá lăng, cá bò. Một hú này tầm 4 ngón tay và có giá là 40.000. Riêng cái mồi này mở ra là thối cực luôn. Bên trong là một lớp bột với một lớp bông gì đó. Nói chung là thối lắm. Mình sẽ thử cái mồi này ở những con suối ở trong rừng coi có được con cá nào không nhá. Đây là một số xung quanh của mình mọi người ạ. Mình đang câu. Mục đích những con cá bò này ấy là nó sẽ không ở một chỗ hoặc là không đi theo bầy đàn nên mình không thể câu ổ được. Mình sẽ đi dọc theo bờ suối, kiểu là không phải là chỗ nào cũng có cá bò, những chỗ nước sâu mới có mọi người ạ. Hoặc là hơi chảy. Mình nếu mà mình ngâm lâu thì trong cái suối dài như thế thì nó cũng khó chảy về lắm. Mình phải bị di chuyển liên tục nên sẽ test thử cái mồi này xem thử nó có nhảy hoặc là về nhanh không nhá. Được một con cá trắng mọi người ạ. Không ngờ là cái con này nó ăn loại mồi này luôn. Wow, cá to ấy, dài gần một gang mọi người ạ. Vậy là một con. Wow, to quá. Cá này chắc là cá ngửa rồi. Cần câu quay mình sẽ ngâm để đáy. Câu đáy hình như không ăn mấy mọi người ạ. Mình câu mặt, cần câu rực mình câu mặt thì ăn nhiều hơn.
đi thăm lề câu mọi người ạ. Những lưới hôm qua mình đã bỏ cá vào móc lại và hôm nay mình sẽ đi thăm. Thôi xong mọi người ơi, cá táp bay cả lưới lên nhưng mà không dính. Đẹp thế. Ôi, có vài lưới nó không ăn mọi người ạ. Đây, con cá của mình mảnh ghê chưa. Con này 2 ngày rồi, chưa xin nhê gì hết. Okay, con cá lối 2 ngày rồi. Con chảy như điên. Mình đi thử mồi thất bại rồi mọi người ạ. Có lẽ cá chưa lên nhiều. Mà mục đích chính của mình là đi thả lưới với câu treo mọi người ạ. Đây, đây là số cá mình thả lưới được này. Nhiều chưa? Nó vẫn còn sống luôn. Đang chuẩn bị về. Không. Ở đây chắc là tầm 1 ký dưới rồi. Sau đây mình sẽ cho mọi người xem hàng khủng này. Đấy. Mục đích nó phải như thế. Đấy. Thấy chưa mọi người? Con này chắc tầm cỡ 2 ký rồi. Bây giờ mình sẽ ngâm nước để đem đi bán nhá. Đây, mình đo cho mọi người xem này, bằng bàn tay luôn. Đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? To chưa? Dài chắc phải 50 phân mọi người ạ. Còn đây là một con cá thì khoảng gần 1 ký mọi người ạ. Con cá này mình thả lưới được nhé. Đây, đây là con cá chay nhé mọi người. Nhìn nó khá giống một con cá chấm, mà đuôi nó màu đỏ. Cái con này là nếu mà ở những khu vực có cây quả mà độc ấy, là nó ăn cái quả đấy. Nếu mình ăn nó vào là sẽ bị say nôn mửa. Còn ở khu vực mình không có thì ăn vẫn bình thường, không sao mọi người ạ. Nhìn to chưa? Bằng bàn tay luôn. Ok, bây giờ đã xong hết rồi, mình đã móc câu xong luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi về nha. Đây mọi người xem con cá này, to ghê chưa? Đuôi nó dài cả mấy gang luôn. Mình đo coi, 1 gang, 2 gang, gần 3 gang. Mỗi gang mình là 20 phân. Đấy chắc. Nếu tính cả ngọn đuôi nữa là được 3 gang là 60 phân mọi người ạ. Đây mọi người xem ạ, bằng bàn tay vậy ạ. Đây là con cá chèn nheo nha. Đầu nó sẽ bẹp lép như vậy này. To quá mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đem đi về và bán thôi. Tính ra thì hôm nay cũng gọi là tạm được, cũng được một con to và thả lưới cũng được nhiều nữa. Dù mình đi câu mình không có mấy nhưng mà cũng là khá ok rồi mọi người. Mình khi vô đây câu thì điều đáng sợ nhất là muối nhiều lắm, muối đốt kinh lắm. Mặc dù mình có bôi kem chống muối nhưng mà vẫn không chủ nổi. Hình như cái kim nó rất là dài, nó châm xuyên áo luôn. Bây giờ mình sẽ đi về, hẹn gặp lại mọi người nhá.